Luân xin kính chào các khách. Hôm nay là ngày 16 tháng 6 năm 2017. Thánh Luân xin giới thiệu quý khách gần xa bộ bàn ghế Minh Quốc đào chim gỗ hương đá của Nam Phi. Anh chị ở Mây Đình Hà Nội đang về ký việc. Anh tên gì anh nhỉ? Tạ Thị Thu Quế. Chị Quế ở Mây Đình Hà Nội về đăng ký bộ hương đá Nam Phi hàng Tuyết Đình, đục chạm cũng như là chọn vân chọn gỗ rất đẹp. Ở đây tôi quay cái vân gỗ nó đây rất là đẹp, khi lên màu sẽ như này. Và riêng cái bộ hương đá Nam Phi này, chúng tôi bộ này ra đầu tay đục chạm hết sức là tinh xảo, toàn bộ là yếm vén cong bom bê rất là đẹp. Nội vân thì rất đẹp đây. Rồi, ghế dài chị. Bắt hết hết đi, bắt đi. Ngã gì ký không? Có ngã không? Ngã không? Chị ký được không? Ngã nhá, ngã ký dễ nhá. Đấy. Riêng hương đá Nam Phi này khi hoàn thiện nên vân rất là nổi và đẹp, gỗ đều màu tuyệt đối 100%. Ký hết là đôn ký hết là nửa, ký ghi luôn ngày tháng luôn. Ký bên trong. Cột. Xẻ rộng ra nâu nó nhanh không vừa nhỉ? Ở đây thì tôi nâu thử nước lên cho quý khách xem cái vân gỗ nó là rất là đẹp. Cũng phải nói là gọi là tuyệt đỉnh luôn. Riêng cái hương đá này rất là đều màu mà gỗ rất là đẹp. Tòm gỗ rất mịn. Trong cái clip hôm sau chúng tôi sẽ quay bộ này hoàn thiện lên để cho quý khách xem chiêm ngưỡng được cái vân gỗ nó rất là đẹp. Vân gỗ tuyệt đỉnh. Đây, nâu lên đâu là bóng đấy, cột đây. Vân gỗ rất là đẹp. Và cái vân này nó giống hệt như gỗ cẩm của Lào, rất là giống gỗ cẩm Lào, vân gỗ này rất đẹp. Toàn bộ là cái yếm dưới là chúng tôi vén cong. Vén hoa là cây cong rất là đỉnh cao. Chị ký hết nữa chưa? Rồi. Quý khách có nhu cầu muốn sở hữu sản phẩm đặc sắc này liên hệ trực tiếp với Thành Luân chúng tôi qua số điện thoại 0972 770888 và 0967 103 89. Tôi xin tạm dừng clip tại đây.